chiêu của em ạ. Mua áo các chị toàn hỏi là mua áo lông vũ thôi. Và ngày hôm nay thì Karina sẽ mang đến cho các chị yêu của em một chiếc vi lê lông vũ, mà là một trong những mẫu được các chị yêu của em hỏi cực kỳ nhiều trong các live stream của em Hương. Các chị nhìn giúp em này, form của nó đẹp vô cùng các chị yêu của em ạ. Với kết cấu sợi lông vũ vừa nhẹ vừa ấm, thực sự phải gọi một cái từ là cực kỳ ấm các chị yêu của em ạ. Với rất là nhiều màu các chị yêu của em lựa chọn. Ở đây thì chắc là em chỉ có vài màu thôi các chị yêu của em nhá. Còn thiếu một vài màu nữa thì tí nữa em sẽ gửi cho chị yêu của em bảng màu để các chị yêu của em chọn. Em cho các chị yêu của em xem phía trong. Thực sự khi mà để mà thiết kế được những cái dáng áo mà cho những khách hàng vô cùng khó tính của Karina thì thực sự bọn em này, các chị nhìn này, cái form dáng nhá, nó sẽ trần từ mặt trong ra đến mặt ngoài và thiết kế trần này để chống sâu bông. Nếu như các chị yêu của em mà hay giặt máy này thì các chị yêu của em có thể hoàn toàn là yên tâm với cái thiết kế dáng áo phao này. Và em sẽ kéo khóa cao lên cho các chị yêu của em xem nhá. Đợt này thấy các chị yêu của em toàn thích dáng ghi lê thôi, vì thời tiết thì thực sự nó không quá là nó lạnh nữa. Và các chị yêu của em mặc thì các chị yêu của em có thể mặc luôn cho em một cái dáng ghi lê mix cùng một chiếc váy len mà Karina cũng đang bán luôn các chị yêu của em nhá. Dạo này nhá, các chị yêu của em ngày nào cũng hỏi Hương là: Hương ơi, thì bà nào phát nhiều thế mà chị thấy cái váy em mặc đẹp quá, không biết là có bán không. Thì ngày hôm nay em còn tặng các chị yêu của em một voucher khi mua áo phao kèm với váy còn được giá ưu đãi hơn. Đây các chị yêu của em nhớ là tranh thủ comment lại để em hỗ trợ kéo cao cổ chị xem được không em. Dạ được chị yêu của em ạ. Đây, phần cổ của em khi các chị yêu của em kéo cao ấy, thì nó sẽ giữ ấm cực kỳ tốt cho các chị yêu của em. Và xoay lại một vòng dáng khi mà các chị yêu của em để dáng ấy, em ơi nó đẹp và nó mê cực kỳ luôn. Chị Thanh Huyền ơi, cho chị màu đỏ và màu đen hồng nhá. Dạ vâng ạ, em nhận của chị hai cái. Chị Chu Huyền lấy hai cái em nhận đơn luôn. Chị yêu của em Ngọc Ánh này, mua mấy cái được miễn ship về Hương ơi. À các chị yêu của em ơi, đối với dòng ghi lê lông vũ, các chị yêu của em đặt hàng sẽ được miễn phí ship luôn. Thế nên các chị yêu của em có thể đặt hàng luôn ở tại livestream ngày hôm nay và nhận hàng về nhá. Các chị đừng lo lắng, bởi vì các chị yêu của em đang bỏ tiền ra này trao gửi cho em một cái niềm tin, thì khi các chị nhận hàng về, các chị yêu của em cũng được trao gửi lại đúng như thế luôn. Mọi người sẽ được kiểm tra hàng khi thanh toán tiền, nếu như đúng như em nói trên livestream thì các chị mới thanh toán thôi. Và các chị để giúp em nhá, nhớ cho em là em luôn luôn có một cái phần nẹp cúc và logo khóa kéo sẽ là của Karina. Bên trong thì nó vẫn có một cái phần gọi là phần tang đó, để các chị yêu của em kiểm tra đó là hàng chính hãng, hàng chuẩn. Và nhớ cho em, đây là dòng lông vũ ấm nhất và tuyệt vời nhất thị trường hiện nay. Nên các chị yêu của em nhớ tranh thủ comment lại. Và em có cân nặng từ 40 cho đến cân nặng đó là 75kg, tương ứng với các size đội ngũ chuyên viên thì em sẽ tư vấn và lấy đơn cho các chị yêu của em luôn ở tại livestream ngày hôm nay. Còn chương trình dĩ nữa mà các chị yêu của em không nhanh tay comment lại để đội ngũ chuyên viên thì em hỗ trợ các chị yêu của em nhé.